Duy Nguyễn xin chào quý vị và các bạn nha. Thì chào mừng quý vị và các bạn trở lại kênh shop nhạc cụ Duy Nguyễn. Thì hôm nay Duy Nguyễn test cái đàn thùng gỗ đẹp ha. Cây này có lắp equalizer cho khách ở Long An ha, anh Thái Long An ha. Rồi. Ok, giờ Duy sẽ test thử cái âm sắc cho cả nhà mình nghe thử. Đầu tiên là Duyên sẽ test tiếng mộc nha. Rồi giờ Duyên sẽ bật equalizer lên đàn thử cho cả nhà nghe thử nha. Nó bắt chép cái cắm nha. Anh em có nhu cầu mua đàn thì liên hệ với Duy Nguyễn nha. Số điện thoại Duy Nguyễn là 0987 994 759. Chúc anh em mình thật nhiều sức khỏe nha.